Comeback. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Vùng Đất Chết nha anh em. Thì dạo gần đây mình hơi ít ra clip cho anh em xem, mình mất clip khá là nhiều, cho nên là mình mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Cũng bởi là dạo gần đây công việc của mình bận rộn quá, cho nên là mình không ra clip được. Thôi bớt xạo đi. Mấy ngày nay là ông ngủ dậy trễ, cho nên là ông không ra clip cho mọi người coi á. Bày đặt nói là bận rộn đồ. Ok, thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video luôn cho nóng nha anh em. Vào trong vùng đất chết và sinh tồn thôi, không nói nhiều nữa. Let's go. Ok, và chúng ta đã vào trong vùng đất chết rồi anh em ơi. Một cái thế giới mà đã rất là lâu rồi mình chưa vào thăm và cũng chưa quay clip ở trong thế giới này. Trời ơi, lâu lắm rồi mới làm lại clip đó. Nếu như những bạn nào đã theo dõi tập trước thì các bạn chắc chắn cũng sẽ biết rằng là mình đã đi thám hiểm một cái gọi là một cái tượng nhân sư Ai Cập, và mình đã phát hiện ở trong đó có một cái trượng Ai Cập. Anh thấy cái mà em đang cầm trên tay không? Đây nè, nhìn thấy không? Đó. Cái trượng này là một cái trượng có thể gọi là triệu hồi được ra những con thú cưng làm hộ vệ cho mình. Anh nghe lạ không? Xạo miết quen sao xạo. Thiệt. Cầm cái đồ. Xem nè. Coi em nè nha. Ấy, coi cho triệu hồi nè. Ấy, bum. Ồ, ghê không? Rồi xong nó với nó quấn quịch. Rồi chết dịch rồi, nó quấn dịch. Quấn dịch. Ê, bắt dậy, thôi bắt dậy nha. Ơi bây giờ để mình coi coi dịch với cái con này solo với nhau coi ai thắng nha. Chạy. Để mình xem coi. Bắn. Chột mắt con mất. Ô đù. Đù. Mày chết nè. Mày chết nè. Ở rồi. Chết rồi. Rồi chết queo rồi. Ok, nói chung thì ra là em cứ chịu hồi ra cả đây luôn hả? Đúng rồi anh, thật sự. À không, cái này nè là một cái gọi là trượng Ai Cập này, khi mà mình chịu hồi ra thì ai quấn mình hoặc là ai gần mình thì nó sẽ đánh người đó. Giống như kiểu là nó người nào cầm giống như kiểu là người nào cầm cái cây này thì nó sẽ bảo vệ người đó, anh hiểu không? Và trong đây nè các bạn xem nè, thì mình đã có xây ở trong nhà của mình là một số những cái rương để đựng đồ nè các bạn. Đó, rương này là đựng thức ăn nè, rất là nhiều dưa hấu luôn. Mình chỉ có dưa hấu thôi, chẳng có gì cả. Còn rương này đựng gỗ nè, rương này là đựng ngọc ngà châu báu, anh hiểu không? Đó, ngọc ngà châu báu là vàng với sắt mà mình kiếm được nè. Đây là rương này, rương đựng đá. Đó, bọn mình mỗi buổi sáng sẽ đi đập đá với nhau. Ơi, bỏ kim cương lại. Hả? Đem đi đâu đó? Bỏ kim cương lại liền. Kim cương quý lắm, không được đem mang vứt lung tung, anh hiểu không? Đó. Rồi. Bộ ba viên bỏ đồ tiếc anh em rồi. Rồi sao rồi? Hôm nay mục tiêu của chúng ta là gì nè, nói luôn nè. Thì nói chung là em đã được các bạn fan trong kênh em gọi là bình luận bảo rằng là đi tìm hiểu, đi khám phá thêm nhiều thứ ở trong cái map này nữa đi. Thì em nghĩ rằng là em với anh sẽ phải gọi là đi một cái nơi thật là xa để khám phá tiếp. Anh nghĩ như thế nào? Đi một nơi thật xa để khám phá tiếp. Nghe đúng rồi. Nguy hiểm quá ta. Bây giờ mình biết đi đâu trước cái vùng đất chết bao la này, chỗ nào cũng nguy hiểm à? Em cũng không biết, nhưng mà nói chung là bây giờ mình đi kiếm một con thú cưỡi đi. Bây giờ mình kiếm con gà hay con gì đó mình cưỡi đi anh. Từ. Ơ cưỡi con này được nè. Tào lao, cái đó là con dân làng sao cưỡi. Tào lao. Ơ ơi nè, bên dưới đây có con gà nè. Từ đây em thử cưỡi con gà nha. Cưỡi đi anh, cưỡi được. Cưỡi được. Ơ con này cưỡi không được à? Thôi lên. Bây giờ thì mình với Dịch sẽ phải đi kiếm một cái con gì đó để cưỡi anh em ơi. Thì bọn mình sẽ cưỡi con đó đi đi khám phá cái vùng đất này nha. Từ. Coi có con gì ở đây không? À đây, ở bên đây có mấy con gà nè, không biết cưỡi được không ta, để mình thử nha. Rồi. Em thử luôn con này. Rồi. Ủa cưỡi không được ở đây, không được. Rồi coi cưỡi con cừu được không? Đà. À, ok, Dịch đã có được một con thú cưỡi rồi mấy bạn ơi. Dịch đã cưỡi được con cừu rồi nè. Còn mình thì ok, còn mình bây giờ mình phải đi kiếm một con cừu đã. Chết rồi, giờ mình không có thú cưỡi. Kiếm con gì để cưỡi ta? Tại vì trong cái thế giới này của mình là không chịu hồi thú cưỡi được. Mình phải đi thu phục thú cưỡi thì mới kiểu gọi là cưỡi được. Nhưng bây giờ thì mình chưa thu phục cho nên không có. Rồi xong, nó cắn chết con cừu luôn rồi. Mày làm cái thiếu cừu tao ấy. Mày làm cái thiếu, chạy là nguy hiểm quá. Vậy rồi, ông Dịch, ông đánh không lại con gà bạn ơi. Chết con gà rồi. Ok, bên đây có mấy con cừu nè. Con gà nào mình đánh lại đâu chết. Nói chung là mấy con động vật mà mình muốn cưỡi được nó thì mình phải nuôi nó. Có lẽ là trong vài tập sau mình sẽ đi bắt mấy con gà, mấy con cừu, mấy con heo về mình nuôi. Sau đó là bữa nào mình cần cái thú cưỡi thì mình sẽ bắt mà nó ra mình cưỡi. Ok thôi, vậy ơi, vậy em nghĩ là nuôi luôn cả con kia trời. Tất nhiên rồi, nói chung là mấy con này là zombie, nhưng nói chung là nó vẫn cho chúng ta thịt. Thì nói chung chúng ta vẫn nuôi, vẫn cho nó sinh sản được anh ạ. Anh hiểu không? Nó sinh sản nuôi mà rốt cuộc là con nuôi được không? Được. Em nghĩ là bây giờ em với anh sẽ phải đi bộ thôi, chứ không còn cách nào đâu. Đi bộ anh ơi, đi bộ thôi. Chơi luôn. Đây. 2000 years later. Ôi lại đây. Mày thấy con gà chui đi ngoài này đâu rồi? Cái gì? Anh lại đây. Qua đây. Mẹ. Ôi, anh có thấy mấy con gì bên kia không? Mấy con này là nhìn nó không giống mấy con heo với con bò ta. Đúng rồi, mấy con này nó giống cái con hồi nãy em mới chịu hồi đó nhớ không? Mấy con này là mấy con bị đột biến rồi.
Đúng rồi, mấy con này chắc là cũng là mấy con bị đột biến nè. Bây giờ em nghĩ anh là chắc chắn là cái này là phải có một cái gì đó bí ẩn ở đây nè, thì mấy con này mới đứng ở đây nhiều như thế này. Chắc chắn là ở gần đây nó có một cái khu di tích hay là cái gì đó. Đúng rồi, giống như là nó đang đứng nó canh gác á. Em nghĩ là như vậy. Ok, đi 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 em qua đây qua đây. Qua đây. Ôi, ôi, mấy con này tấn công mình anh ơi. Mấy con này tấn công mình được nha. Ôi, phải từ từ để em lại gần coi. Ôi, nó bắn vịt kìa. Ôi trời trời. Trời trời trời. Ôi, ôi. Trời xong chết vịt luôn. Ôi, mấy con này ôi khoan, cẩn thận anh, mấy con tấn. Mấy con này nó bắn mình được nha. Mày bắn tao xem tao rồi chứ. Mày. Ủa chết quay rồi. Ủa. Ôi khoan khoan anh ơi, em nghĩ là ôi nó bắn vịt kìa, né vịt ơi, Ôi nó bắn kìa. Má nó bắn xuyên sọ luôn. Nó bắn xuyên sọ luôn á chứ đùa. Em nghĩ là bây giờ là mình phải sử dụng cung anh ơi. Mấy con này mình không có lại gần được nó đâu. Nói chung là con này tấn công mình cho nên bây giờ mình phải tấn công lại nó nè. Ok ok rồi. Là ý em là bây giờ mình sẽ phải tiêu diệt nó từ xa hả? Đúng rồi, mình sẽ phải sử dụng cung thôi chứ em nghĩ là chúng ta không dùng kiếm được đâu, dùng kiếm là chết chắc luôn á. Rồi bây giờ mình phải bắn mấy con này bằng cung nha anh, không thôi đừng. Ê, ui nó bắn em kìa. Đậu phộng mày, một phát nè. Ba bắn thử vô cái mắt đi, nãy bắn thử vô mắt con hai cái chết liền à. Ừ, em bắn có hai cái nó chết nè. Còn con này nè. Bắn thử vô mắt nó nhanh chúng em xuống. Ui ok anh. Có mấy con nó đứng gần quá, mình dùng kiếm cho nhanh anh. Rồi xong chết em luôn rồi. Mày. Ok. Ui nó bắn em phải không? Sao xíu quá thôi. Ok anh ơi, ok anh ơi. Mày chết rồi. Robin Hood. Nhắm chúng vô cái mắt nó. Mày hả mày? Chúng vô mắt à? Robin Hood. Mày hả mày? Robin Hood. Ôi da, ôi da. Ui. Mày hả mày? What the fuck? Ui. Mấy con này bắn đâu anh ơi? Mày hả mày? Hai phát chết. Một phát nè. Mắt nó to hả? Hai phát nè. Ui. Một phát mà đòi với đấu với hai thằng bốn mắt. Hai phát nè. Ui nó bắn em kìa anh ơi. Mày ok mày rồi. Chết nè. Đó. Còn mấy con trên đây nó đang. Bắn vô mắt nó thì hai cái chết mà bắn vô đích nữa thì ba cái. Tào lao. Ok, mày. Ok. Mày chết nè. Ôi chết coi. Rồi, như rồi. Coi còn không á? Coi có còn không? Có còn không? Chứ thôi là mình lên cái nó còn đánh mình cho mình chăng xuống núi luôn á. Ok. Thôi mình leo núi anh, mình leo núi. Qua đây. Giờ là mình solo đó nè. Solo đó thì nó nè. Bây giờ hồi nãy á em thấy trên đó còn có con quái đá hay con gì đó cho nên mình phải đi lên từ từ anh ơi. Lên đây. Ê, okay, có khi nào ở trong cái vùng đất chết này nó có một cái ui, nước khả năng đấy. Còn anh ơi, còn ấy à. Còn mấy con nó bắn em nè. Anh lên đây đi bắn đi. Ui. Mình ta lấy quốc tao mày. Ui what the fuck. Rồi em bắn nó chết rồi. Rớt xuống núi luôn á. Ok trời. Nguy hiểm quá chú ơi. Ui da, ui nó bắn em cái em rơi xuống núi luôn rồi chứ đâu tí nữa. Anh chạy xuống núi luôn rồi à. Mày chạy vào vòng gặp phong cận đi. Mày. Ok. Mày, ôi trời chết rồi. Leo này. Có nữa. Còn con nào? Thấy chưa? Hai con bên trên này mà. Chết rồi. Ủa, khoan, nãy em thấy còn con quái đá nó đâu rồi? Bên này nè. Đâu? Nó thường nó. Ôi. Nó gì? Đâu? Bên này nè. Bên này. Bên này là bên nào? Ôi, nó kìa. Bắn nó. Mình bắn nó chặt cho nó rơi, cho nó rơi xuống núi đi. Đứng trên bắn xuống. Mày hả mày? Mày. Hả? Rồi, chết beo rồi. Ok, từ từ. Lên. Con này có vẻ không khỏe mà con ở trong tháp bốt thì phải. Ôi, cái cây này đẹp quá anh ơi. Ôi. Ê, nhưng mà có quả táo nào lại màu xanh nước biển không ta? Ok bạn, cái này ủa sao anh biết cái này là có quả táo? Đâu đem leo lên coi biết đâu quả này quả chim chơm quả gì sao. Mà. Rồi đem đào thử. Trời. Đào luôn sao chạy ra? Ê, anh ơi, cái quả này nó cứng đến nỗi mà mình phải sử dụng cúp mình đào luôn anh. Trời ơi, từ từ đem đào thử coi. Có thằng rơi vô mặt lõm mặt rồi. Ôi nè, ui, em lượm được một quả nè. Gì đây, tên gì đây, đem đập thử. Ủa sao nó có quả gì vậy? Táo kim cương anh ơi. Ui. Nó có là táo. Không, nhưng mà nó làm bằng kim cương. Ok bạn, để em xem coi táo này ăn được không nha. Là táo thì chắc chắn sẽ ăn được. Đâu em ăn. Ui, ăn được anh ơi. Ăn được. Ui, coi. Đâu để em ăn thử coi. Răng xong làm bằng kim loại là bằng gì mà cái ghê hả? Ui, không, cái quả táo này tên là táo kim cương. Nhưng mà nó rất là mềm luôn, em ăn được. Ôi, hay từ để em leo lên coi. Ê, ok. Thôi mình đừng có ăn nữa, mang quả này về nhà bán đi kiếm tiền ha. Không, có quả táo này em thấy là mình ăn được nè. Mình ăn được nhưng mà bây giờ em nghĩ là mình phải lên mình hái hết cây táo này mình đem về luôn anh ơi. Ơ khoan, rồi. Khoan từ để em xem công dụng của cây táo này coi nó có chế tạo được gì không nè. Hợp thành nè. Để má cây táo nó chế tạo luôn hả? Hên xui anh, biết đâu nó bằng kim cương thì mình chế nó thành kiếm kim cương được sao đúng không? Từ để em đặt cái bàn chế tạo ra. Má, cây sơ ly đã đổi thành vùng đất hư cấu. Ui, anh ơi. Một quả táo kim cương chúng ta sẽ làm ra được một viên kim cương, một quả táo kim cương sẽ đổi ra được một viên kim cương. Hiểu không? Thế chứng tỏ là sao lại mình cần kim cương, mình cứ leo đây mình hái táo nè. Đúng rồi, mình leo đây mình hái táo là mình sẽ có được viên kim cương. Hợp lý. Còn đổi được gì nữa không ta? Không. Đào hết. Hình như là hết rồi, từ từ. Ôi mà cây này mình trồng được không ta? Bây giờ mình hái hết mấy cái trái táo bây giờ mình trồng đi anh.
Em nghĩ là táo này có thể trồng được nè. Tại vì là em thường hay chơi Minecraft thì em thấy là táo thường thường là kiểu như là mình muốn trồng được cây táo thì mình sẽ lấy trái táo, sau đó mình kết hợp với mầm cây thì mình sẽ được một cái gọi là một cái mầm cây táo là chúng ta có thể trồng ra được. Em nghĩ là cái cây này bây giờ chúng ta cứ lấy mấy cái trái táo, sau đó tìm mầm cây của nó đem về nhà trồng là được. Ok các bạn ơi, thì bọn mình đã kiếm được một cái cây táo kim cương nữa bạn. Đó thì mình nghĩ rằng là cái táo kim cương này trong thời gian sắp tới nó sẽ thay thế cái hạt đậu thần trong series trước. Nó giúp cho mình hồi máu rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình nghĩ là mình sẽ lấy hết mấy trái táo này đem về nhà. Ok, táo kim cương luôn, xịn phải rồi. Chế được viên kim cương rồi chứ. Một quả táo kim cương có thể chế ra được một viên kim cương nha. Ơi anh, mình trồng nguyên một vườn táo kim cương mình trồng luôn. Đúng rồi, bây giờ nếu mà mình trồng nguyên một vườn táo á thì chúng ta sẽ có kim cương, thì mỗi ngày chúng ta sẽ thu hoạch táo. Sau đó chúng ta sẽ đổi táo thành kim cương, chúng ta sẽ không cần phải đi đào kim cương nữa mấy bạn ạ. Đó. Và theo như cái kiến thức mà chơi Minecraft của mình anh em, thì mình chỉ cần sử dụng một cái quả táo nè, kết hợp chung với lại mầm cây thì chúng ta sẽ có được một cái mầm cây táo các bạn ạ. Bởi vì là trong bản mod của Minecraft thì nó như vậy, còn Mini World thì mình sẽ không biết là như thế nào. Bởi vì là mình nghĩ là những thanh niên nào mà chế map của Mini World chắc chắn cũng đã từng chơi qua Minecraft, mình nghĩ là như vậy. Cho nên mình sẽ chế tạo thử nha. Lần trước mình có được mấy cái mầm cây nè, rồi để mình sẽ sử dụng mầm cây nè, bỏ cho bàn chế tạo. Rồi chúng ta sẽ coi chúng ta có chế được mầm cây hay không, xem coi. Ok các bạn ơi, mình đã thấy rồi đây, mầm cây khói kim cương phát sáng đó. Mầm cây khói kim cương phát sáng. Ồ, nghe hấp dẫn vậy. Ok, chế tạo thử coi. Ôi dịch, em chế tạo được mầm cây nè. Ôi dịch, lại đây, em chế tạo được mầm cây nè. Bây giờ mình trồng thử, anh trồng thử coi. Từ từ em trồng xuống đất coi được không nha. Ôi đẹp thật sự anh ơi. Cái cây bên đó nó bự mà trồng ra nó cũng chứ quá vậy. Ừ ha, cây nó bự thù lù, mình sẽ trồng nó được chút ép à. Nhưng mà làm sao để cho nó lớn? Em nghĩ là chúng ta phải, chắc là nó cũng giống như là mấy cái cây trong đây thôi, mình phải cho nó thời gian để nó bự lên, anh hiểu không? Để anh thì bỏ chất đạn nó, anh tèo bái đi coi. Tào lao, bây giờ mình đi mình lấy phân heo á, mình bón vô nhiều khi nó mọc lên anh. Em nghĩ là như vậy, bởi vì là trong game này mình lấy phân heo mình bón thì chắc chắn nó sẽ mọc bự lên. Có không? Có phân heo không? Ủa không có hả? Rồi xong rồi. Mình nghĩ là bây giờ mình với anh Dịch sẽ cùng nhau chế tạo thêm nhiều hơn nữa và trồng thành nguyên một cái vườn cây kim cương luôn. Hiện tại là mình đang có là 13 cây nè. 13 quả táo này thì chúng ta sẽ trồng được 13 cây kim cương. Trồng thêm mấy cây này nữa. Ok rồi, đây em đặt nó ra. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà kết hợp với lại táo kim cương và mầm cây, chế tạo ra mầm cây kim cương nha anh em. Quá hợp lý luôn. Rồi bỏ vào đây nè. Chúng ta được 10 cái mầm cây. Đó, chế tạo. Đó. Được 10 cái mầm cây nè anh ơi. Quá hợp lý. Xịn vậy này nè. 10 cái mầm cây em đang cầm trên tay nè. Rồi bây giờ mình chọn địa điểm mình trồng đi anh. Bên đây trồng ơi. Trồng bên nào? Bên đây hả? Trồng một quán đây lên nè. Thôi em nghĩ là chúng ta trồng trồng ở trước nhà hai cây đi anh, cho nó ngầu. Được không? Đây. Ok, trồng một cây ở đây nè. Rồi, cây ở đây nằm chỗ này đúng không? Cây bên này nữa. Cây bên này nữa. Và cho là hai cây nhìn cho nó ngầu. Ok, cây bên này nữa. Ở đây, đó, rồi là hai cây trước nhà nè. Mình sẽ cần có thời gian để cho nó mập bự lên các bạn ạ. Cho nên là mình cứ để cho nó nhỏ vậy trước đi. Mai này nó mập bự ra sau. Rồi, chỗ này mai này chúng ta sẽ xây một cái vườn cây kim cương ở đây luôn. Cho nên là mình sẽ trồng ở đây trước. Mình sẽ gọi là đập hết mấy cỏ ra đi. Mình tính đi, bây giờ là 1 nè. Cách ra 1, 2, 3, 4. Rồi, ok, mình đã trồng được một cái hàng cây rồi như thế nè. Còn dư một cây anh ơi, còn dư cây để đâu giờ? Bây giờ mình trồng chỗ này đều hết rồi, còn dư cây nè. Ừ. Dư cây, tao trồng. Còn cây mình chừa lại đi. Mai này mình chế tạo thêm thì mình trồng. Ok, bỏ vô đây. Và ok các bạn ơi, mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi. Thì các bạn có mong chờ cây táo kim cương của mình mọc ra hay không? Đây chính là hai cây táo kim cương mình trồng ở trước nhà nè. Mình hy vọng rằng là nó sẽ mọc thành công lên hai cây táo kim cương to, thiệt là to ở trước nhà, để cho nguyên cái nhà của mình thật là đẹp luôn. Đó, hai cây táo kim cương này mà mọc lên thì mỗi ngày mình chỉ cần ra thu hoạch một trái thôi là mỗi ngày mình sẽ lời được một viên kim cương. Đó, quá xịn luôn. Và bọn mình trước sau thì bọn mình cũng sẽ chế full bộ giáp kim cương hả bạn ơi. Và những bạn nào mà đang mong chờ cái táo kim cương này mọc lên, hãy bình luận cho mình biết nha. Và mình nghĩ là video này đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu mà anh em thích video này, đừng quên nhấn vào nút like, share và subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero này nha. Và hẹn gặp lại anh em ở những video vùng đất chết lần sau.
Ok, và tạm biệt mọi người nha. Yêu anh em phải nồi. Bye bye.